anh em iPhone 15 Pro của lock của Canada nha, nó khác biệt với iPhone lock của Mỹ là nó có cái ổ SIM này nè, mình xài nó rất là tiện luôn đó, không cần phải đổi SIM gì hết nha. Cái này mình đã check sẵn là lock Canada Freedom nha. Policy thì mình vô trang thịnhmobile.com, sau đó mình tìm cái mã EMSD của Freedom này, Canada Freedom này 3024900, mình ghi sẵn qua bên này cho anh em coi nha. Và bây giờ mình sẽ nhập EMSD cho anh em coi. Chọn select carrier này 3024900, bấm gửi, bấm gửi luôn, bấm gửi, chọn say and run. Rồi nếu đúng thì nó sẽ vô nha, mình bật dữ liệu di động di chuyển vùng nha. Đây, mình chỉnh nó về vào là T nè, tắt dữ chuyển vùng dữ liệu đi. Đã. Freedom Mobile nha. Như lại là như vậy là xong. Ngay gọi là bình thường nha anh em. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn sử dụng dịch vụ Happy. À, anh em muốn fit lỗi thì lắp IBC hoặc dùng carrier khởi là được nha anh em. Rồi chào anh em, chúc anh em vui vẻ.